Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 28 tháng 5 tại Sapa, Hội Cựu chiến binh cụm công tác thi đua số 2 gồm 5 tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thiếu tướng Lê Quang Đại, Ủy viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cụm trưởng cụm công tác thi đua số 2 chủ trì hội nghị. Tới dự có đồng chí Lý Xeo Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai. Trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu chiến binh các cấp trên địa bàn 5 tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động nắm bắt tình hình, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ hội viên, tập trung vào tổ chức thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 6 đề ra, đồng thời tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình tại địa phương. Nổi bật là Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai đã vận động hội viên hiến trên 7.705 m2 đất, trên 300 triệu đồng và gần 4.000 ngày công lao động để làm các công trình dân sinh và xây dựng nông thôn mới. Hội Cựu chiến binh Yên Bái tham gia 12.000 ngày công lao động, làm 45 km đường giao thông nông thôn, tham gia Tết trồng cây. Hội Cựu chiến binh Hà Giang đã tổ chức trồng hơn 35.200 cây xanh các loại. Hội Cựu chiến binh Tuyên Quang đã trao gần 10.000 suất quà, trị giá gần 2 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ đã đăng ký và giúp đỡ được 580 hộ hội viên gia đình chính sách thoát nghèo. Các mặt công tác xây dựng Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tham gia phòng chống thiên tai được các Hội Cựu chiến binh cụm thi đua số 2 tích cực triển khai có hiệu quả. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, cụm thi đua xác định tiếp tục quán triệt và vận động hội viên phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh gương mẫu gắn với phong trào thi đua yêu nước và các chương trình tại địa phương, tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và tích cực tham gia các hoạt động tri ân, nghĩa tình, từ thiện. Công an tỉnh vừa tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Nội dung trọng tâm của phong trào thi đua đặc biệt này là nêu cao tinh thần gương mẫu, vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua với những nội dung hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, mang lại ý nghĩa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Mỗi cán bộ công an phải là một tấm gương sáng, là nhân tố tiên phong tích cực nhất trong thực hiện văn hóa công vụ, trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và di chúc của người. Chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố thế trận an ninh nhân dân, nhất là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại buổi lễ, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ phát huy truyền thống 75 năm của lực lượng Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức lập công dâng Bác, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sáng ngày 28 tháng 5 tại thị trấn Phố Giàng, huyện Bảo Yên, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Dự lễ meeting có lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo công tác y tế dân số tỉnh, lãnh đạo huyện Bảo Yên và đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà hàng khách sạn trên địa bàn huyện. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên thế giới có khoảng 70 triệu người tử vong do các căn bệnh liên quan đến sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 80% số ca tử vong chủ yếu ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có khoảng 40.000 người tử vong do mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá. Để hạn chế tác hại của thuốc lá, Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Để triển khai có hiệu quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế dân số tỉnh, trong đó có tiểu ban phòng chống tác hại của thuốc lá. Theo đó, các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã được phổ biến rộng rãi đến tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tại lễ meeting, đại diện một số cơ quan, đơn vị, nhà hàng khách sạn trên địa bàn thị trấn Phố Giàng đã ký cam kết thực hiện Luật phòng chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc. Sau lễ meeting, các đại biểu đã tham gia diễu hành, cổ động trên một số tuyến phố của thị trấn Phố Giàng. Những năm qua, việc xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm của địa phương được huyện Bắc Hà dành nhiều sự quan tâm và đạt được kết quả tích cực. Hiện nay, huyện Bắc Hà có 5 sản phẩm đã được cấp chứng nhận nhãn hiệu và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, gồm gạo đặc sản Khẩu Nậm Xít, chè san, rau Bắc Hà, mận Bắc Hà, rượu bản phố. Sau khi được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, bước đầu các sản phẩm đã tìm được đầu ra ổn định và giá cao hơn so với trước. Nhân dân cũng tin tưởng đầu tư chăm sóc, mở rộng sản xuất, liên kết tiêu thụ. Thời gian tới, huyện Bắc Hà đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng nhãn hiệu cho một số sản phẩm đặc hữu của địa phương. Trong đó có 11 nhãn hiệu dự kiến đăng ký bảo hộ như tương ớt Bắc Hà, bánh chưng đen, lê Bắc Hà, cốm, bánh phở Bắc Hà. Trước mắt, trong năm 2019, huyện đã đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ bảo hộ 2 nhãn hiệu, bánh chưng đen và đẳng sâm Bắc Hà. Với 2 nhãn hiệu dược liệu Bắc Hà và ngựa Bắc Hà thuộc dự án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020, hiện huyện đã ban hành quy chế quản lý sử dụng nhãn hiệu và hoàn thiện hồ sơ trình Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu hàng hóa. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự trước, chúng tôi đã phản ánh về thực trạng ô nhiễm môi trường do bụi từ các công trình xây dựng gây ra trên địa bàn thành phố Lào Cai. Trước tình hình này, thành phố cũng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình. Phường Bình Minh có tới 19 công trình đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng, thi công, san tạo mặt bằng. Trong đó nhiều công trình gây ô nhiễm môi trường cao. Thời gian qua, chính quyền phường cũng đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, thậm chí xử phạt đối với những đơn vị vi phạm cam kết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn xảy ra, gây bụi bẩn, ô nhiễm, cản trở giao thông. Là ở địa phương tôi là nhiều dự án và các quản lý của vùng quy hoạch thì cái lực lượng mà con người, đặc biệt là cái lực lượng tổ đô thị thì cũng vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được mà có thể là xử lý ngay và kịp thời được. Thì cũng có cái đề nghị của thành phố là trong thời gian tới đây thì về chúng tôi địa phương tôi vừa có một cán bộ tăng cường về đội trật tự về với phường nhưng mà cũng đã xin nghỉ. Để tiếp tục đề nghị tăng cường thêm lực lượng cho phường để chúng tôi đảm bảo được cái con người và số lượng để thực hiện nhiệm vụ. Trên địa bàn phường Bắc Cường hiện có 17 công trình thi công, hầu hết đều liên quan đến đào đắp, san tạo mặt bằng. Quy định về xây dựng đã nêu rõ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải khi đi vào nội thành hoặc ra khỏi công trường phải được rửa sạch, đảm bảo mỹ quan và không gây bụi bẩn đường phố, thậm chí sẽ đình chỉ dự án nếu vi phạm. Trên cơ sở đó, phường cũng đã có triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong quản lý môi trường. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn xảy ra. Chính vì vậy, cùng với tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra xử lý, phường cũng đề xuất phương án tăng cường quản lý qua Zalo. Thì chúng tôi sẽ tăng cường kiểm tra hàng ngày và đồng thời là tăng cường cái giám sát cộng đồng, giám sát của nhân dân, cái thông tin từ cơ sở. Thì chúng tôi cũng đã lập cái Zalo nhóm của Ủy ban dân đến các đồng chí tổ trưởng dân phố thì có hiện tượng xảy ra các đồng chí đều chụp ảnh gửi ngay về Zalo của nhóm thì chúng tôi đều nắm được và sẽ có ý kiến ngay với chủ đầu tư đơn vị thi công để khắc phục cái việc này. Hiện tại trên địa bàn thành phố có hơn 100 dự án thi công, trong đó có 57 dự án san tạo mặt bằng. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về môi trường, thành phố Lào Cai sẽ triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong thời gian tới. Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi đang xây dựng kế hoạch để đi kiểm tra toàn bộ các dự án liên quan san tạo mặt bằng trên địa bàn thành phố Lào Cai. Và từ đó thì chúng tôi có lộ trình cụ thể xử lý các trường hợp vi phạm về cái việc liên quan đến vấn đề môi trường trong vấn đề liên quan đến triển khai thi công các dự án. Và đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái việc quá trình vận chuyển đất đá từ dự án ra khu vực thải hoặc từ khu vực mỏ đất về dự án có tuân thủ theo các quy định không, đảm bảo theo đúng cái hướng tuyến mà được các cơ quan thẩm quyền chấp thuận không. Thứ hai, trong quá trình triển khai vận chuyển đất đá, cả các doanh nghiệp triển khai thi công thì có tuân thủ theo các quy định về vấn đề liên quan che chắn, liên quan đến rửa đường, liên quan đến tốc độ xe cũng như các nội dung khác theo quy định cả pháp luật. Cùng với tăng cường xử lý những vi phạm, thành phố Lào Cai cũng yêu cầu các lực lượng chức năng cần siết chặt kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công tuân thủ và thực hiện nghiêm quy định, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Hy vọng rằng việc triển khai nghiêm túc các biện pháp đề ra sẽ khắc phục tình trạng vi phạm cam kết bảo vệ môi trường. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.